Chào cô chú anh chị cùng các bạn, video này mới tiếp tục với video vừa rồi số ở trên đây nha. Mình tiếp tục đi mua sắm ở Costco Huntington Beach. Vô đây mình coi giày nha. Giày này đẹp quá, của men 32 đồng 99. Bên đây là đang có giày Puma màu đen, màu xám 34 đồng 99, 26 đồng 99. Giày này của nam, này quần nhỏ cho phụ nữ 5 cái 13 đồng 99. Rồi cái giày này đang còn ít, người ta bán rẻ giá chẳng luôn, 25 đồng. Các chị coi có cần không, mình đến đây mình xem nha. Cái này là size 6 á, này cho Á Đông mình được, nhỏ nhỏ. Đây cũng final sale luôn, 55 đồng. Đôi này đôi gì mà sao đắt thế, 55 đồng. $17 cho cái loại Skechers của nam. Ai đang cần cái giày này á, thì mình mua thì được rẻ ha. Bình thường là 30 ba mấy ha, có khi giảm được 20 mấy thôi, giờ còn có 17 đồng, 22 đồng 99 cho đôi này của nam, không có dây. Của nữ là 22 đồng 99 luôn, màu trắng với màu đen có dây. 13 đồng 99 cho cái nón Adidas. Cái này thường ghi nam với nam nữ thì mình thấy cũng xài được hết. Ở cái chỗ này người ta để những cái đồ final sale nhiều lắm, cô chú anh chị có cần thì đến xem. 12 đồng nè, cho cái đôi vớ mà rất là dày luôn, 3 đôi vớ dày lắm, của UCLA, support cho trường đại học nha, 12 đồng. Bên đây 10 đồng cho áo ngực hiệu DKNY. Còn ở trên đây là những cái quần của Lucky Brand mà đang giảm giá luôn, 2 cái mà còn có 9 đồng, 97 cent à. Hai cái quần mặc rất là mát, là quần dài á, mặc ở trong nhà được nè, rất là mát luôn, mềm mại, cái vải nó mình rờ mát lắm. Lò nướng này gọn mà giá cũng bình dân nè các bạn cô chú, được 3 cái chỗ nướng nha, 230. Loại này để trên bàn nè, nhỏ gọn luôn, để mình bưng đi đâu cũng được hết trơn á, nhất là đi kem á cô chú anh chị ha, mình bưng cái này nè, nó nhỏ nó gọn. Hai cái đồ bật lửa mà cái này có nguyên một cái dĩ để nướng luôn, nhìn thấy tiện ha. 22 inches, có nguyên một cái bịch để mình đựng những cái đồ trong đây luôn nha, 159 đồng 99. Mấy cái loại này mình thích nè, tại vì nó giá nó cũng bình dân, mà mình đi đâu á mình đem theo gọn. Cái bên là nguyên một set để cho mình nướng, mình mấy cái đồ dụng cụ để nướng á, 6 cái thua, 19 đồng 99. Bên đây cái này to hơn nè, được 4 cái đồ bật lửa, rất là to luôn á. Ở đây nguyên cái đồ này tha hồ mà mình nướng nha. Nướng làm trứng, làm pancake gì cũng được hết trơn. Có bánh xe ở dưới luôn. Ở đây có cái đồ máng, những cái đồ, cái thua nè, đựng ở đây là cũng được nè. Bên đây cũng có đồ đựng luôn. Xong rồi đậy lại. Của hãng Blackstone, 369 đồng 99. Ồ, cái này đang được giảm giá 100 đồng là giảm giá 100 đồng là cái dù. Mình tưởng đâu cái bộ bàn này mà có 499, mà không phải, cái dù tới ngày 9 tháng 4 thôi.
còn 499. Và cái dù này là xài solar điện năng lượng mặt trời á, các bạn cô chú, rất là đẹp nha. Cái ở giữa của nó nằm bên góc á, cho nên là mình để đây là không có chiếm chỗ. Mình rất là thích cái loại này mà đang được giảm giá đó. Ai nhà rộng rộng mình mua cái này về để dưới bộ bàn được 500. Còn bộ bàn này là 1199 cho 7 miếng. Rất là đẹp luôn á. Cái gỗ mình cũng thấy đẹp mà cái màu này cũng đẹp. Ồ cái ghế này lắc được nè. Vậy là 6 cái ghế mà có 1 cái ghế lắc được à. Mấy cái kia không có lắc được. Mà cái loại này là rất là bền nha. Mình xài ở nhà mấy cái bàn mười mấy năm rồi đó, mà cái này là nó mới bắt đầu rách thôi đó. Xài bền lắm. Bằng gỗ đẹp quá ha. Còn cái lò nướng này nhìn ngầu lắm cô chú anh chị. Đây là Master Build. Nè, ngầu chưa? Cái nắp rất là nặng luôn nha. Nên để mình đậy nắp lại cho dễ nướng nó chín đồ ăn ha. Bên đây nè, có cái lưới mình mở ra rồi mình để đồ trong đây. Ở dưới này có hộc để đựng. Còn bên đây là đựng đồ. Người ta nói rất là dễ xài nè. Để nướng pizza đâu được, steak đâu cũng được. $629.99. Còn cái kế bên là 1199. Rồi cái này rất là đẹp luôn á nha. Stainless steel rồi, rất là sang luôn. 1199. Đẹp quá ha các bạn cô chú. Gọn đẹp bằng inox ha. Có bánh xe bự luôn. Rất là sang. Ở trên đang có chiếc xe đạp nè, 649. Cái này, cái đầu kéo nè, 89 đồng. $249 là cho cái liều ở trên cao á. Nhìn đẹp quá ha. Mình nhìn mấy cái đồ mà đi camp nữa các bạn cô chú, tự nhiên mình muốn đi chơi liền. Làm cho mình rất là nôn luôn. Cái xe này cũng rất là cần để mình kéo đồ đi á. 49.99 là cái hộp đựng nè. Cái box bự. Bật ra xong rồi dỡ lên. Ồ, ở trong có nhiều ngăn lắm nha. Có màu nâu với màu xám. Nguyên một bộ ống hút luôn nè, $9.99, 17 miếng ống hút với đồ rửa ly luôn. Bên đây cái này vẫn chưa giảm giá, đồ đựng napkin với cuộn giấy á, $14.99. Đây là cái loại ủi đồ mà để cho xông hơi steam á, 2-in-1 mà rất là mạnh luôn nè, $49.99. Cái này thỉnh thoảng cũng có giảm giá đó cô chú anh chị, nếu mà ai thích thì thỉnh thoảng có giảm giá nhưng mà rất là hiếm. Giống như đợt rồi cỡ 2 tháng trước á có đó. Cái này mới thấy cần cho ai mà cần đồ ủi á, mình mặc ra đường mà thay vì đi tiệm, hiện giờ mình mua cái này về để mình khỏi đi tiệm. Tự nhà mình ủi luôn. Nó steam lên, cái hơi á, cái hơi nóng nó lên nó làm cho đồ mình thẳng ra. 49.99, giống như nguyên cái hộc kéo nè. Được 4 ngăn kéo ra. 100 đồng chẵn luôn cho giá final sale, cái đồ mà giống như làm cho có cái mùi thơm á.
mình để trong phòng á, một hộp 100 đồng chẵn. Ở đây giá final sale cho một cái này duy nhất thôi, còn một cái là 350 đồng, 3 trong 1. Một cái tủ mà giống như là đựng đồ rồi đó các bạn cô chú, 350 đồng, 72 inches, cho mình để cái tivi lên được nè. Nó bên hông này có hộc kéo, mình để đồ trong đây, để đồ ở trong, còn ở trên mình để cái gì tivi được lên luôn. Người ta đang để đồ chồng lên cho nên mình không có thấy rõ. Rồi đại khái cái này là cái chân nè, cái này là mình để đồ trên đây. Bên đây cũng có 3 hộc kéo luôn, 350. Để mi quay cho cô chú anh chị nào có cần cái này nè thì mình mua được rẻ hôm nay, còn ai không cần thì thôi. Cái máy quay food processor này hôm nay 119 đồng 97 sen, cho cái đồ quay nè của hãng Fusionart, xì nhuyễn là bào sợi đều đều được hết trơn. Ô, cái máy này đang giảm giá nè, giảm 20, còn 79 đồng 99 với ngày 14 tháng 4. Cho máy loại ép ra nước chuốt để uống, mà loại ép lạnh á cô chú anh chị. Cái này mình ép giống như cái gì mà mình sợ, mình nói ví dụ như trái olive ha, mình muốn làm dầu olive mà mình sợ nóng á, là mình ép những cái loại bằng máy ép này nè, ra nó sẽ không có bị nóng cái đồ mà mình cần. Thường thì người ta mua cái này về người ta ép cái rau củ, trái cây rồi đó, nó ra chuốt mà nó không có bị nóng. Để máy vô máy sinh tố mình quay là sẽ bị nóng, người ta ghi là cold press. 119.99 Nutribullet, 119.99. Giờ ở đây cũng có bán hiệu này luôn rồi ha. Có hai cái hũ uống bự hai bên luôn để mình đem đi ra ngoài đường được á. Rồi có hai cái bình loại này luôn, cái hiệu này xài cũng tốt lắm các bạn coi chứ. 44.99, cái này mới ha, nguyên một cái tray, kêu là warming tray để đựng đồ ăn ở trên đây nè ha, nó làm nóng lên để cho mình giữ đồ ăn được nóng. Có hai cái đồ cầm luôn, nhìn rất là đẹp nha. 44.99, cái này hàng mới, cái cỡ là slot luôn á, người ta nói rất là dễ lấy lau chùi, ghi là temperature là control được luôn á. Rồi khi mà đụng vô cái handle á là nó lạnh, nó không có bị nóng. Rồi cái này á thì nó làm nóng lên để cho mình giữ đồ ăn được nóng. Ở trên á là bằng kiến nè, bằng glass, 69 đồng 97 sen. Cái này đang được giảm giá nè, cho cái nồi này vừa để hấp vừa để nướng đều được luôn, để nấu bình thường cũng được nữa. Cái nồi này mình thấy nhiều chức năng cũng tiện cho ai mà muốn cái nhà mình gọn gọn á, mình chưa có nhiều đồ á, mình mua thứ này làm được nhiều loại, nhiều chức năng. Ồ, bên này đang có cái chảo này mới cô chú anh chị, chảo lưới ha, có đồ cầm được nè, cái cán này mình ấy ra được nữa, cán này nó rời nè, mình gị ra được nè, mình gắn lại được, mình để vô lò nướng cho dễ ha. Loại là carbon steel của hãng OXO, loại này là loại chảo không dính luôn á. $19.99, đang được giảm 400, còn 1.999. Cho cái liều này nè cô chú anh chị, 1.999 là đã giảm giá rồi á. Cơ hội cho ai mua được rẻ nha, tới ngày 14 tháng 4 là hết hạn giảm giá. Cái cỡ nó là 12 x 14, rất là to đẹp luôn, nhìn chắc chắn lắm nha. Loại này là loại hàng chất lượng cao,
Bộ bàn ở dưới đây là 1.799 cho 4 miếng. Có cái bàn với cái sofa này với hai cái nhỏ. Cái gói này đang được giảm giá. Này, coi chú anh chị mà nhìn đẹp không? Dễ thương ha. Người ta đang lên á, nhìn rất là đẹp. Nhìn sang ha. Cái màu cũng nhu nữa. Rất là sắc sảo luôn nha. Này dây kéo để mình lấy ra được để mình đi giặt nè. Ồ, cái kiểu này mình thấy mới á, mà nhìn đẹp nữa. Nó đang được giảm 2 đồng. Tới ngày 14 tháng 4 giảm xong rồi còn 9.99 cho mấy cái gói này luôn nè. Nhưng mà mình thấy ở trong đây cái gói này thấy đẹp. Cái màu nó nhu, mình thấy thích. Những cái gói kia thì nó thường thôi. Cái này á, chân thì đẹp, tại mấy có mấy cái sọc này nè. Nhưng mà khi xài á, thì mình xài mặt kia mình thấy thích hơn, mặt kia nó trơn. Nó trơn như vậy nè. Loại ghế em, gói này là mình để giống như là patio rồi vậy đó các bạn cô chú ở ngoài trời á. 69.99 cho 6 miếng size queen là nguyên một bộ. Giống như gói nè, rồi ra trải giường rồi chung luôn á. Nguyên một bộ 6 cái. Người ta đang cái giải á là 680. Cái mà càng lớn á thì mình thấy cái giải nó càng đẹp, nó càng mịn. Nên cái vải người ta để nè. Rất là mịn. Bên đây cái thảm mềm mại lắm. Đủ thứ màu hết á các bạn cô chú. Màu này nữa nè. Màu xám bên này cũng đẹp nè. 11.99. Cái dù này đang được giảm 25 đồng, còn 124.99 tới ngày 14 tháng 4 là cho cây dù này nè. Gọn nhỏ đẹp. Này bộ vàng 1.499 nè. Cái này là như cái bò vậy đó các bạn cô chú. Ở trong nè. Mình để service food đều được luôn. Cái ghế là cao. Đẹp. Một 1.499 năm miếng. Một bộ này đang được giảm giá nè cô chú anh chị. Áo tay dài quần ngắn cho các em. Màu kem, màu đen, màu xanh. Giảm được 4 đồng còn 13.99 tới ngày 10 tháng 4. Còn kế bên là 13.99, không có giảm giá cho một set 4 cái. Đồ cho các em nhỏ. Ở bên đây giảm xong rồi còn có 6 đồng à. Final sale luôn cho 4 cái. Ghi trên đây là của hãng 32 Degree. Còn cái này là hãng Puma. Là mình nghĩ cái này không phải nè. Cũng 4 miếng. Đây nè, 32 Degree là cái này nè. 4 miếng là giảm còn 6 đồng chẳng á. Là một bộ tay dài với một bộ quần ngắn tay ngắn là 6 đồng. Wow, cũng rẻ ha. Giải cũng mềm mại nè. Cho các em mặc ngủ, mặc ở nhà được cũng được. Cái hãng này cũng tốt nè. Cho em boy với em girl luôn, 6 đồng. Cô chú anh chị coi mấy em nhỏ nhà mình có cần không? Tính ra có 1.50 đồng một cái à. Rẻ quá chừng luôn. Mấy em nhỏ mặc cũng mau lớn lắm, cho nên nhiều khi mình cũng đừng mua đồ mắc tiền quá. Tại vì nó mặc một mùa xong mùa sau cái là thấy chật rồi. Còn bên đây không phải nha. Bên đây là Puma là 19.99 ở trên đó đó. Hai cái quần, hai cái áo. $16.99 cho bó hoa nè. Đẹp không cô chú anh chị? Nhìn thấy mê quá ha. Quá chừng màu sắc luôn. $9.99 cho một bó. Món này mới nè cô chú anh chị, 21.99 cho 6 cái.
nước súp mà nước súp bò được 6 cái nha, 6 hộp ở trong đây. Bò này là loại bò ăn cỏ 100% luôn á, cũng tốt hơn là bò ăn bắp. Ở trong đây là có nước súp bò, rau củ, không có chất giữ lâu, vậy cũng tốt nha, cũng có đường luôn. 21 đồng 99. Đây thì nước súp gà mà được organic luôn, 18 đồng 99 cho 6 hộp ở trong đây. Đây cũng 6 hộp luôn mà 9 đồng 99 nè, của Kirtland nè, rẻ ha. Cái loại này ngon lắm nè, 11 đồng 49, ăn rất là dai, mì khô ngon. Costco bán đồ ăn của chó rất là nhiều luôn nha, mà đồ ăn của mèo thì lại ít. 9 đồng 99 cho khoai lang nè cô chú. Khoai lang này ông xã mình thích lắm, khoai lang nướng organic luôn nha, một bịch 9 đồng 99. Loại này người ta đang để trong ngăn đá luôn, chuối mà được bọc với sô-cô-la ở ngoài, nguyên một bịch luôn. Ở trong là chuối á, cô chú anh chị, này ăn tốt nha, hàng mới cho ai muốn thử. Bên đây ai thích cheese á, mình mua thử cái này ăn có thích không? Đang có được organic luôn. Cái loại ăn này là có cheddar cheese, giảm được 1 đồng 70 cent, còn 4 đồng 99 tới ngày 28 tháng 4. Loại snack này hôm nay cũng đang được giảm giá luôn nè, này cũng được organic luôn nha. Harvest snack 3 đồng, còn 6 đồng 89 tới ngày 14 tháng 4. Những cái bịch snack này hôm nay giảm giá luôn, 54 bịch ở trong đây, quá chừng luôn, đủ loại luôn á, 5 đồng, còn 14 đồng 89 tới ngày 7 tháng 4. Gà nách gịch hiệu Tyson này đang được giảm giá luôn cô chú anh chị, tới ngày 7 tháng 4, giảm 3 đồng 60 cent, còn 9 đồng 99 cho chicken nách gịch nè. Gà nạc gà nhúng bột chiên, ông xã My thì lại thích cái loại này nè, take out crispy sweet chipotle barbecue 15 đồng 99, 26 đồng 89 là cho 6 cái con gà con đó cô chú anh chị, 6 con gà loại nhỏ, 22 đồng 99 mà cho 5 pound là thịt bò xay á, mỗi cái bịch đó là người ta làm 1 pound cho mình gọn. Cái loại thịt bò Angus cheeseburger này đang được giảm giá nè, 8 cái ở trong đây, giảm được 4 đồng, còn 11 đồng 99 tới ngày 7 tháng 4. Curry, red curry nè các bạn, red cà ri đỏ, bây giờ rồi mua rồi mà chưa có ăn thử nữa đó, 15 đồng 99 để về thử coi nó ra làm sao. Có nhiều người cũng nói béo ngon đó mà chị thấy thì mua chưa thử. Cái mì này ông xã mày nói ngon nè, soju ramen with chicken, cái giá mất tiêu rồi không có thấy. Còn cái bên đây là 15 đồng 99 cho 6 cái. Bên này thì cũng ngon, bên này là tôm, tôm với hoành thánh, bên đây cũng ngon mà bên đây cũng ngon nữa. Món này hôm nay được giảm giá rồi nè, tôm hùm với tôm luôn, mà trong cái hộp này nè vừa rồi là 20 mấy đồng cho 12 miếng, bữa nay còn có 14 đồng 97 cho 12 miếng tôm hùm với tôm luôn á, thường nữa hai loại, 14 đồng 99 cho một bịch fish stick này. Hiện tại á các bạn cô chú, tháng 4 này là ở Costco Business cái fish stick này đang được giảm giá nha, ở đây không có giảm giá. Các bạn cô chú cần cái món fish stick này thì mình đến Costco Business mình mua nè. Loại này là đang được giảm giá ở Costco Business, giảm 4 đồng còn 13 đồng 99 tới ngày 28 tháng 4 cho nước uống này nè các bạn cô chú. Nước uống Super Drink Body Armor có 3 mùi chuối, xoài với trái cây, phát như vậy là được 18 hộp. Cái này để cho mình tập thể dục, đồ mình mất nước nhiều á là mình nên uống cái này. Bên đây cũng đang được giảm giá luôn, Snapple 24 cái bottle trong đây, giảm 5 đồng còn 14 đồng 49 tới ngày 9 tháng 4. Nhiều hàng giảm giá không có báo trước cho nên cái ngày hạn giảm giá cũng khác nhau rất là nhiều, nên cô chú anh chị cần thì mình đến đây mình xem thêm nha.
Cá này smoked salmon nè, loại này mới nữa nè, có mật ong luôn. 14.99 cho một phao. Miếng này là 16.79 nè. Loại này có mật ong luôn. Rong biển 10.99, bữa nay không có giảm giá. Smoked salmon này là 12.98. 18.99 là cho loại này, là loại lúc trước giờ có nè, còn loại nãy là mới á. Ồ, loại trên đây nữa cô chú anh chị. Smoked salmon mà loại để cho mình đi đem ra ngoài được gọn nè. Ồ, cái này người ta làm tiện quá ha. Có rice cracker nữa, như bánh giòn giòn á. Mình để lên cá salmon, mình để lên mình ăn luôn, có trắng đồ luôn. Tiện ha, cái này tiện nè. 10.99 mà cho 3 lần mình ăn. Cái này cho các em nhỏ đem đi lunch đồ cũng được, hoặc là mình đi làm việc á, mình đem theo cũng được. 16.89 cho mực. Các bạn cô chú, loại popcorn này mình thấy mới nè nha. Có cam, cream pop flavor. Loại popcorn loại mới á, 5.79. 9.49 cho một dĩa sushi đó các bạn cô chú. Còn bên đây là 10.49. Cái bánh mà loại ăn sáng này đang có ở đây nè. 17.79 là cho đồ biển. Đủ thứ loại luôn á. 6 đồng chẳng luôn cho slice roast beef. Mà có 6 đồng mà cô chú anh chị. 6 đồng một phao á nha. Hồi trước hình như mới nhớ là 7.99 á. Bữa nay giảm giá còn 6 đồng. Nhưng mà tới ngày 7 tháng 4 là hết hạn rồi đó. Roast beef này để mình ăn với bánh mì. Ông xã mình thích lắm, nhưng mà tại vì cái này ở đây bán nhiều quá cho nên mình mua mình ông ăn không kịp. Vừa rồi có thấy mà ăn không kịp là sợ nó hết hạn. Ở trong đây là không có chất giữ lâu luôn nè. Roast beef của Costco. Ăn với bánh mì sandwich á, mà giá này được rẻ nha, có 6 đồng cho một phao. Bên này cánh gà nướng rồi, 5.99 cho một phao nè. Bên này còn nguyên cái con gà nướng mà người ta lấy ra cái này rồi á, cái phần đùi không nè. 4.99 cho một phát. Cái này rẻ quá cô chú anh chị. 4.99 cho nguyên một cái này luôn. Chín rồi nè. Dạ. Hộp này 13.48, 5.99 cho một phao. Burrito, đồ ăn của Mỹ, loại này mới cô chú. 11.99. 2 phút là mình có ăn à. Trong đây được 3 cái burrito. Có trứng với khoai tây. 13.99 cho rau spinach, cải bó xôi với thịt gà với bông atiso với gạo ở trong đây luôn. 13.99. 6.97, cái này giảm giá rồi nè cô chú. Cái này vừa rồi nhưng mình nhớ cả 10 đồng hay gì ha. Cái này là nướng ở trong có cheese nè mà được giảm giá rồi. 9.99 à, hàng mới nha. Mexican hot chocolate. 9.99 mà được 6 hũ ở trong đây. Được organic luôn á. Creamy, người ta nói rất là béo. Để mình coi cái đường có bao nhiêu. 18 gram đường cho một lần mình ăn nha. Đường là đường ken á, đường bằng từ cây mía á, cho nên cũng tốt hơn là loại syrup. Sản phẩm của Cali luôn á cô chú anh chị. Mà mình ngại là nó ngọt nhiều quá. Limited edition luôn nè, ai thích thì mình phải mua nhanh nha. Hàng hiếm, hàng mới á. Đây là Mexican hot chocolate.
cream brulee này nhiều người cũng nói thích, ngon lắm nè các bạn cơ chứ, cũng rất là béo luôn. 10 đồng 69, 12 đồng 99. Ờ, cái mì này là các bạn, mì này vừa rồi ông xã thì có review cho các bạn cô chú xem rồi á. Mà nói ở đây á, là rẻ hơn mua ở tiệm ngoài một tô, vậy là 10, hình như chỉ nói 16 đồng một tô á các bạn cô chú. Cái loại này mì của Nhật, ăn này để mình khỏi đi Nhật, mình ăn này cho biết. Trong đây có nấm mèo nữa nha, thịt ba chỉ nữa. Thịt ba chỉ ông xã mới nói rất là mềm mại luôn, 12 đồng 99. Ở trong đây người ta ghi được 4 lần ăn. Mì thôn Katsu Miso Ramen, loại mì là mì tươi á. Ai muốn xem review thì xem video trên đây giùm mi nha. Trong đây 2 hộp. Loại này mới nữa nha, chicken bowl, thịt gà, rau củ. Một set 2 tô, 10 đồng 89. Hàng mới nè các bạn cô chú có thử chưa? Mình để 3 phút là mình ăn được ha. Nhìn người ta để thấy hấp dẫn quá ha. Có gạo, có thịt gà, có bắp, có rau củ rồi sẵn ở trong đây hết trơn. Có bơ luôn nữa. Cái này cho ai đi làm á, mình đem theo mình ăn nó tiện. 10 đồng 89 tính ra một cái là 5 đồng rưỡi. 16 đồng 99 cho bông cải với thịt bò. Bông cải xanh xào. Đây cái thịt này vừa rồi mình thấy mới nè. Có thịt bò với thịt cừu ở trong đây luôn. Hai thứ. Rồi chú anh chị muốn thử thì mình đến đây mình xem thêm. 11 đồng 99 final sale cho cái bịch này. Có quế cookie, cinnamon toast cookies, 8 đồng nha cô chú anh chị. Giá này ai thích thì mình mua để được giá rẻ hơn bình thường. Bữa nay final sale nhiều quá, cái này 9 đồng luôn nè. Loại bar protein là 15 cái bar protein mà có 9 đồng à. Cái này cho mình ăn vô, mình có energy, mình tập thể dục. 300% là vitamin C, rất là nhiều luôn, 9 gram đạm. Ở trong đây có nhiều đạm mà có trái cây đâu luôn. Có hạt hạnh nhân ở trong đây luôn nữa, của hãng Chimmy. Các bạn cô chú thích thì mình mua nha, có 9 đồng mà được 15 cái bar. Tính ra không tới 1 đồng cái. 9 đồng 89 cho 2 pao. Wow, cái hạt hạnh nhân mà có tỏi ở trong đây luôn. Cái này mình thấy healthy nè, ăn tốt nè. Tỏi dầu olive oil, rosemary nè. Hạt hạnh nhân thường thường mình ăn không thì nó không ngon, giờ nó có gia vị thì mình ăn nó dễ ăn hơn. 2 pao luôn mà có 9 đồng 89. Cái này final sale bữa nay luôn, 9 đồng cho 2 pao. Đây nè cô chú anh chị, nguyên một cái bịch nách. Có hạt bí, hạt hạnh nhân, có pretzel ở trong đây luôn để cho mình snack. Sản phẩm của Canada có 9 đồng thôi đó, giá final sale mà còn nhiều lắm nha. Nè, còn rất là nhiều ở đây á. Hy vọng là các bạn cô chú cần đi đến đây có. Ồ, ở trên này cũng đang giảm giá luôn, 9 đồng cho cái loại crunchy rice. Là sticky rice, là nếp ha, nếp mà người ta làm cho nó giòn giòn lên nè. 9 đồng chẳng luôn, final sale luôn. Các bạn nếu mà ai thích thì mình mua để được giảm giá ha. Bữa nay mì kiềm chế lắm, mua được nhiều đây nè cô chú anh chị ơi. Vô đây là phải tốn tiền. Mình ra xe mình đi về ha. Mình cảm ơn cô chú anh chị cùng các bạn rất là nhiều đã xem đến hết video này luôn. Nãy giờ cô chú anh chị xem, nếu thấy có cái món hàng nào thích á, thì mình nhắn chụp hình, mình chụp hình cái món hàng đó lại rồi mình vô mình coi tham khảo thêm coi mình có thích không nha. Chúc cho các bạn cùng cô chú luôn vui khỏe và một ngày bình an, hạnh phúc bên người thân của mình ha. Mình chào tạm biệt. Bye bye.